Phật. Tôi cũng đi cai nghiện. Đi cai nghiện đâu? Chào sinh năm 2006. Tôi kiếm Việt Nam, tập đoàn tự do hạnh phúc. Nha Trang ngày 10 tháng 8 năm 2018. Hôm nay anh có tình bác sĩ game nên tạm giam. Tôi, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, chức vụ. Tôi với Hà Quốc Sang đã có hành vi trộm cắp tài sản. Phạm vào khoảng 1, điều 173, Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ các điều 3978 tại Khánh Hòa, Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Công, nơi cư trú 78 Hùng Vương, Lộc Thọ. Tổ chức thực hiện thi hành lệnh này và áp giải bị can đến nhà tạm giữ Công an thành phố Nha Trang. Giám trị việc tạm giam bị can, yêu cầu chính quyền phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành lệnh này. Lệnh này gửi đến viện kiểm sát. Qua nha. Tên tuổi, nhân thân lai lịch. Hà Quốc Sang. Phải giữ giấy tờ chứ sao mà cho nhận giấy tờ luôn được, chưa giải quyết mà. 96 đi làm công việc gì? Giấy tờ thì giữ chứ chưa mời được thằng kia mà. Hồi nãy nói chung cho mày trộm cắp tài sản hả? Mấy giờ? Mấy giờ? Khoảng 12 giờ 10 đến khoảng 12 giờ 15 từ bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Từ bệnh viện tỉnh thì mới đi vô con hẻm. Thấy một cái chỗ có công trình đang xây dựng. Người đang ngủ. Tiếp theo đó. Trên bên cạnh chỗ đang ngủ có cái giá treo đồ. Tôi lấy cái điện thoại và tôi bỏ đi. Rồi. Tôi đi ra ngoài thì tôi đi lang thang. Thì lấy xong có kiểm tra điện thoại đâu? Bên thờ túi quần. Túi quần bên nào? Túi quần trước hay sau? Trước. Bên nào? Bên tay trái. Tôi chạy thẳng lên lời. Tôi vô đường. Đi lên ở Hồng Châu đúng không? Chín hỏi có tóc xong thì làm ở đâu? Làm phục vụ bếp trên tàu tu đảo màu đỏ đúng không anh? Đúng một đồ xe nó tiền nhưng mà chưa ra biển số, chưa có một bộ giấy tờ gốc thôi. Đọc lại rồi Phương ơi. Tàu 3 năm 199 đến 2.